Kính thưa quý vị, tập đoàn Viettel vừa cho biết sẽ trở thành nhà mạng tiên phong trong việc triển khai thử nghiệm công nghệ 5G sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông cấp tần số thử nghiệm 5G vào năm 2019. Đại diện Viettel cho biết Viettel đã sẵn sàng tham gia các cuộc thử nghiệm 5G trong năm 2019 và nghiên cứu sản xuất thiết bị trạm phát sóng 5G với việc thành lập nhóm nghiên cứu phát triển công nghệ 5G từ năm 2015. Viettel đã đặt mục tiêu đến năm 2019 sẽ hoàn thành chế thử trạm phát sóng 5G phiên bản 1, thử nghiệm mạng lưới trạm 5G vào năm 2020 và sẵn sàng thương mại sản phẩm vào năm 2021. Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng trước đây thiết bị mạng 2G và 3G phải nhập ngoại 100%, còn khi triển khai 4G thì lần đầu tiên chúng ta có thiết bị 4G Việt Nam, nhưng cũng phải chờ đến 8 năm sau khi công nghệ 4G xuất hiện. Tuy nhiên, với 5G, chúng ta sẽ có thiết bị ngay từ ngày đầu tiên triển khai chính thức năm 2020. Đây là sự chuyển đổi về chất lớn nhất trong ngành công nghiệp điện tử viễn thông nước nhà.